Liên quan tới cơn bão số 8, trong chiều ngày hôm nay 12 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bộ ngành và trực tuyến với các địa phương để chuẩn bị các phương án ứng phó hiệu quả nhất. Trong đó tập trung ứng phó trên tuyến biển, nơi có đông tàu thuyền và lao động đang còn hoạt động trên biển. Theo cơ quan khí tượng, bão số 8 là cơn bão có hoàn lưu gió mạnh cấp 6 rất rộng, vì vậy tốc độ di chuyển của bão sẽ nhanh. Khi ở trên biển, bão mạnh cấp 11, gió giật cấp 13 và sẽ tương tác với không khí lạnh khi vào gần bờ nên có xu hướng giảm cấp. Quan sát ảnh mây vệ tinh cho thấy hoàn lưu mây bão rất rộng. Cơn bão này sẽ bắt đầu gây mưa to cho khu vực Thanh Hóa tới Quảng Nam từ ngày 13 tháng 10 và mưa rất to, gió mạnh từ đêm 13 đến ngày 14 tháng 10. Do bão di chuyển rất nhanh nên thời gian chuẩn bị ứng phó với cơn bão không còn nhiều. Chính vì thế, ngay từ lúc này, các địa phương phải khẩn trương triển khai tất cả các biện pháp để ứng phó. Với diễn biến nhanh của bão thì điều đáng lo ngại nhất là các tàu thuyền vẫn đang hoạt động trên biển. Hiện cơ quan chức năng đã thông báo hướng dẫn cho hơn 53.944 tàu với 233.335 lao động. Hiện còn 3 tàu với 29 người ở Quảng Ngãi hoạt động ở Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa ở trong vùng nguy hiểm đã nắm được thông tin bão và dự kiến tránh trú trên các đảo Đá Lồi, Linh Côn. Hiện 7 tỉnh duy trì cấm biển gồm Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tránh các trường hợp đáng tiếc thiệt hại do mưa bão. Chúng ta không được mất cảnh giác. Khi có bão rồi thì bà con đừng có chủ quan. Cái thứ hai đấy là cái phương án sơ tán nhân dân. Cái này cực kỳ là quan trọng. Đó. Trong các khu vực, một là đô thị, nhà xuống cấp. Hai là các cái khu vực mà do ảnh hưởng của sạt lở, chúng ta cho khảo sát hết. Trong sơ tán nhân dân thì các ông chí chú ý cho tránh cái tình trạng hay là cái trường hợp mà chúng ta lại dồn vào cái này khu cách ly. Công tác ứng phó trên biển cần phải rút kinh nghiệm khi vẫn còn tình huống nguy hiểm, uy hiếp tính mạng các thuyền viên khi neo đậu tại các cảng, còn nhiều tàu bị đứt neo do chằng buộc không đúng cách trong những năm gần đây. Việc cứu hộ cứu nạn khi có sự cố trong điều kiện thời tiết sóng to nguy hiểm cũng rất khó khăn. Hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có tổng chiều dài 708 km, trong đó 33 vị trí sung yếu và 13 công trình đang thi công. Các vị trí trực diện biển cần quan tâm như đê biển Nga Sơn Thanh Hóa, đê biển cửa sông Tả Thái, tỉnh Nghệ An, đê biển Vĩnh Thái, tỉnh Quảng Trị, kè biển Phú Thuận, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài suốt từ cơn bão số 7 đến nay nên cần chủ động phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hồ chứa, sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tại khu cách ly trong điều kiện COVID-19 còn diễn biến phức tạp.